Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nói qua cái vụ va chạm giữa Johann Zarco và Franco Morbidelli. Hai tay đua này đã thoát chết một cách ngoạn mục như thế nào, một cách thần kỳ như thế nào. Nhiều người là quan tâm đến cái chuyện may mắn của Valentino Rossi. Nhưng mà khi mà chúng ta phân tích số liệu, chúng ta thấy là Zarco và Morbidelli cũng rất chi là may mắn. Rồi bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Các cái tay đua MotoGP khi mà họ bóp thắng á, thì họ cảm nhận được cái lực trọng trường á, cái G-force các bạn vào khoảng là từ 1.1 cho đến 1.2. Và Brembo á, thì họ xếp những cái trường đua mà có lực trọng trường lớn hơn hoặc bằng 1.4 á, thì họ xếp những cái đường đua này tiếng Anh là High Average Maximum Deceleration, tức là những cái đường đua mà có cái tức là trên mức trung bình về cái việc giảm tốc đó. Rồi bây giờ nếu mà các bạn nhìn vào cái hình này đi, các bạn sẽ thấy này, đây là cái số liệu mà Brembo cung cấp á. Thì khi các bạn nhìn vào cái hình này, cái tai nạn của Zarco và Morbidelli á, nó xảy ra gần cái khúc cua số 3 ha. Ở trên đây Brembo cũng nêu rất là rõ luôn này, tốc độ ban đầu là 294 km một giờ và tốc độ khi mà giảm tốc tới cái đỉnh cua á, là 79 km một giờ. Thực sự là không tới đỉnh cua đâu các bạn, tới đỉnh cua là ở góc cua số 3 là vào khoảng là 50 đến 60 km một giờ thôi. Cái braking time á, cái thời gian mà để hãm chiếc xe lại với để có được cái vận tốc mong muốn á, là 5,2 giây, và cái lực trọng trường, cái maximum deceleration á, là 1.5G. Như lúc nãy mình nói á, những cái trường đua nào mà trên hoặc bằng 1.4G á, 1.4 G-force á, thì sẽ được xếp là high average maximum deceleration ha. Thì như vậy các bạn thấy là cái khúc cua số 3, cái tai nạn ở cái khúc cua số 3 giữa Zarco và Morbidelli không phải là một cái tai nạn bình thường một chút nào hết á. Rồi, bây giờ mình sẽ đưa cho các bạn một cái ví dụ nữa nè. Các bạn còn nhớ tay đua Loris Bas không? À, tay đua người Pháp á, cũng lại là một cái tay đua người Pháp. Vào năm 2016 thì lúc này là Bas vẫn đang còn chạy ở MotoGP. Rồi, ở cái buổi test ở cái trường đua Sepang á, vào năm 2016 thì Bas gặp phải một cái tai nạn ở cái vận tốc là gần 300 km một giờ. Mình nhớ là vào khoảng 208, 209 km một giờ gì đó. Và người ta tính được á, là cái lực trọng trường mà Loris Bas phải chịu á, là 29.9G. 29.9G các bạn nhớ nhé. Rồi, để mà cho các bạn dễ hình dung á, thì một cái tay đua, à một cái phi công mà bay chiếc F-16 á, Fighter Jet á, máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ ha, thì có thể chịu được cái lực trọng trường 9G trong một cái khoảng thời gian nhất là định nhất định thôi, chứ không có thể nào mà chịu lâu được. Đó, tức là họ chỉ chịu khoảng là cái lực trọng trường là vào khoảng mức 9G ha, nhưng mà cái tai nạn của Loris Bas là tới 29.9G, tức là 30G luôn, gần 30G luôn các bạn. Và cái vận tốc mà cái tai nạn đó nó nhỏ hơn cái vận tốc mà Morbidelli và Zarco va chạm với nhau, tức là 320 km một giờ. Đó. Các bạn thấy chưa? Thực sự là một cái gì đó mình không tưởng tượng được. Một cái gì đó mà nó mình chỉ là ngưỡng mộ người ta thôi, chứ mình cũng không biết phải nói gì thêm nữa. Cho nên mình đưa ra những cái số liệu như thế này để cho các bạn thấy là cái vụ thoát chết, lại là thoát chết hơi nặng này chút, xin lỗi các bạn nha, mình không muốn khẩu nghiệp ha. Cái vụ thoát chết của Valentino Rossi và Maverick Vinales á, nó được chú ý nhiều hơn. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn vào cái số liệu giữa cái pha va chạm Zarco và Morbidelli á, chúng ta cũng thấy là cái Zarco và Morbidelli cũng thoát chết một cách rất là thần kỳ.
Đó, chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta cảm ơn Đức Phật, chúng ta cảm ơn Thánh Ala đã để lại bốn cái tay đua để chúng ta có thể tiếp tục chứng kiến những cái cuộc đua đầy hấp dẫn ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem trong cái pha va chạm này thì ai là người có lỗi, hoặc là nếu mà cả hai cùng có lỗi á thì ai có lỗi nhiều hơn, ai chạy nguy hiểm hơn, ai phải giải trình đó tất cả mọi thứ ha. Rồi bây giờ chúng ta thấy ở đây là ở cái thời khắc là 48 phút 00973, và ở cái góc máy này thì chúng ta thấy là ở bên trái là Johann Zarco, ở bên phải là Franco Morbidelli. Và lúc này các bạn thấy là nó hơi khó nhìn một chút, nhưng mà Zarco là đang vượt Morbidelli ở trên cái đường thẳng. Nhìn ở cái góc này các bạn cũng sẽ thấy là cái khúc cua, cái từ khúc cua số 2 mà lên khúc cua số 3 ở trên này này, thì cái đoạn này nó không phải là thẳng 100% nha các bạn, không phải là 100% straight line đâu, mà nó lên đây cái tự nhiên nó uốn qua đây một chút đó. Và cái đoạn đường này á, từ góc cua số 2 lên góc cua số 3 á, thì như các tay đua nói á, là có rất là nhiều các cái đường chạy khác nhau, và mỗi cái tay đua thì sẽ có cái đường chạy tốt nhất cho mình. Cái đường đua này nó cũng khá là rộng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua cái hình tiếp theo, hình số 12. Thì chúng ta đang thấy trước mắt mình là Johann Zarco đã vượt qua Morbidelli rồi, và đang gọi như là ngay trước mặt của Morbidelli. Góc máy này là góc máy trên xe của Alex Rins. Thì cái khoảnh khắc này á, là 48 phút 05 giây 900. Đó, 05 giây 900. Rồi tiếp theo qua hình, một cái hình nữa, ở cái khoảnh khắc này là chúng ta đang thấy là 48 phút 06 giây 000, tức là nó so với cái khoảnh khắc số 12 lúc nãy là 0,1 giây. Bây giờ chúng ta sẽ qua một cái khoảnh khắc nữa này, là khoảnh khắc số 14 ha. Thì ở cái khoảnh khắc này là ở cái thời điểm là 48 phút 06 giây 100, tức là nó cũng chỉ cách cái khoảnh khắc số 13 là 0,1 giây. Rồi chúng ta sẽ qua khoảnh khắc số 15. Thì lúc này các bạn thấy là ở đây mình đang mình quay lại cái 14 chút nha các bạn. Các bạn thấy là bắt đầu là đã có cái sự va chạm rồi đó, va chạm nhẹ nhẹ thôi đó. Và qua cái số 15 chúng ta thấy là cái việc va chạm nó đã xảy ra này. Ở đây có khói bốc lên, và cái khoảnh khắc này là ở cái thời điểm 48 phút 06 giây 200, nó cũng chỉ cách cái khoảnh khắc trước đó 0,1 giây. Và cái khoảnh khắc này nó cũng chỉ cách khoảnh khắc số 15 là 0,1 giây. Lúc này thì cái va chạm đã xảy ra hoàn toàn rồi, và chúng ta thấy là Morbidelli không có bất cứ một cái phương án nào để mà xử lý trong cái trường hợp này. Cả hai đang lao đi với tốc độ là 320 km/h. Quá kinh hoàng các bạn. Và cái hình này thì mình sẽ phóng to lên cho các bạn thấy là đây là cái hình của chiếc Yamaha M1 của Morbidelli. Các bạn thấy là tan xương nát thịt, không còn một manh giáp gì hết á. Cái phuộc này không biết là có cong hay không, rồi mâm nó có bị cong hay không, rồi cục máy, rồi khung sườn, các bạn thấy là nó bay ra tung tóe, chiếc xe coi như là nát bét, nhìn rất là đau lòng. Rồi trước mắt các bạn đây là trường đua Red Bull Ring. Đó, các bạn thấy là tất cả những cái góc cua, tất cả những cái tốc độ tối đa, và cái biểu đồ này, cái layout này và cái những cái thông số này thì do Brembo cung cấp ha. Các bạn đừng có quan tâm đến con số 2016 ở đây. Rồi rồi các bạn thấy này, cái tai nạn của Zarco và Morbidelli á, nó xảy ra ở cái khúc cua số 3. Khúc cua số 3 nha các bạn. Khi mà các cái tay đua mà họ vào khúc cua số 3 á, thì cái độ nghiêng của chiếc xe á, là vào khoảng 40 đến 50 độ. Và khi mà các bạn nghiêng xe ở một cái góc nghiêng là 40 đến 50 độ, và khi mà có chuyện gì xảy ra
thì chúng ta không thể nào làm gì được hết á. Chúng ta không thể nào mà vặn ga để mà chiếc xe nó chạy ra, chúng ta không thể nào mà bỏ xe mà nhảy khỏi chiếc xe được các bạn. Và các bạn thấy ở đây này, từ khúc cua số 2 cho đến khúc cua số 3, tốc độ nó lên đến là 295 km/h. Cái này thì có thể nó hơi cũ một chút, nhưng mà vừa rồi thì trang chủ của MotoGP cũng cập nhật là cái tốc độ va chạm giữa Zarco và Morbidelli á, là lên tới là 320 km/h, phải nói là quá kinh hoàng. Và nếu như á, những cái tay đua nào mà vào cua trước ha, rồi những cái tay đua chạy sau mà người ta lỡ mà xảy ra tai nạn á, thì gần như là những cái tay đua mà chạy trước này không có cách gì để mà chống đỡ được. Tất cả cái tốc độ đều được mang tới đây, từ số 2 mang tới số 3. Và nếu mà té ở đây một cái thì xe nó sẽ lao đi với một cái tốc độ kinh hoàng, và nó lao ngay vào cái đỉnh cua đây. Nó lao ngay cái đỉnh cua ở đây, nơi mà các cái tay đua đang nghiêng xe với cái tốc độ là 40 đến 50 độ. Các bạn có thể tưởng tượng được cái hậu quả nó sẽ khôn lường như thế nào.